Tôi là Hà Thu, Á hậu Đại Dương 2014. Có rất nhiều bạn hỏi Hà Thu rằng vì sao Hà Thu lại chọn việc bảo vệ môi trường làm chủ đề để truyền cảm hứng đến mọi người. Thì có phải lý do là Hà Thu tham gia Hoa hậu Đại Dương cũng như Hoa hậu Trái Đất cho nên Hà Thu mới chọn chủ đề bảo vệ môi trường để truyền cảm hứng hay không? Tuy nhiên, trên thực tế thì Thu nghĩ không chỉ riêng bản thân Thu mà tất cả các bạn trẻ đều ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bởi vì chúng ta chỉ có thể sống, làm việc và phát triển tốt trong một môi trường hoàn toàn tốt đẹp và sạch sẽ. Đó là lý do mà không chỉ Hà Thu mà tất cả các bạn trẻ chúng ta nên chung tay để bảo vệ môi trường sống cũng như bảo vệ chính chúng ta. Thực ra từ trước đến nay khi Hà Thu kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường thì Hà Thu đều kêu gọi mọi người thực hiện từ những việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như chúng ta có thể nhặt những miếng rác bên đường cũng như là sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thay vì các phương tiện giao thông cá nhân. Nếu các việc này được làm thường xuyên ngày này qua ngày khác thì chúng ta sẽ tạo ra những sự khác biệt và thay đổi lớn cho môi trường sống của chúng ta. Bởi với bản thân Hà Thu là một đại diện cho Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Trái Đất 2017 thì Hà Thu đem dự án mang nước sạch về cho các trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn đến với Hoa hậu Trái Đất 2017, và dự án này đã được đánh giá là một trong năm dự án tiêu biểu và có ý nghĩa thiết thực nhất tại Hoa hậu Trái Đất 2017. Chính vì thế mà sau khi trở về từ Hoa hậu Trái Đất 2017, Hà Thu muốn tiếp tục đồng hành cùng dự án để cho dự án này có thể lan tỏa hơn nữa, để nhiều người biết đến và đồng hành cùng dự án, để ngày càng có nhiều trẻ em trên đất nước chúng ta được sử dụng nguồn nước sạch. Hà Thu rất hạnh phúc và vinh dự khi được đề cử trong hạng mục người phụ nữ truyền cảm hứng. Bởi vì Hà Thu luôn nhắc nhở bản thân mình, sống phải luôn luôn sống tốt, sống hết mình, và ít nhất chúng ta cũng phải sống có ích cho xã hội. Chính vì thế mà khi Hà Thu có thể truyền cảm hứng đến các bạn trẻ để làm những việc tốt và sống có ích cho xã hội thì đó là một niềm rất vinh dự đối với Hà Thu.